Tại tỉnh Đắk Lắk, sáng nay 13 tháng 5 năm 2022, bảng thi số 6 của hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã long trọng khai mạc. Đại biểu của Bộ Công an đến dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số cục nghiệp vụ, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đại biểu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở ban ngành trong tỉnh. Trong dịp này, đoàn của Ngài tỉnh trưởng tỉnh Mundukiri, Vương quốc Campuchia đã đến dự. Về phía các đội thi, có đại diện lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố và cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển. Trong chuỗi các hoạt động do Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022, có hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật. Theo kế hoạch của Bộ Công an, bảng thi số 6 của hội thi này do Công an tỉnh Đắk Lắk đăng cai. Bảng 6 gồm 9 đội đến từ Công an 5 tỉnh Tây Nguyên, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Ninh Thuận và Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2. Các đội nam nữ sẽ tham gia những nội dung thi gồm duyệt đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật công an nhân dân, tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài mai hoa quyền 52 động tác, bắn các loại súng ngắn CZ-75, súng AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa cho thời gian thi từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022. Và các trường công an nhân dân. Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng công an nhân dân và nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục sự nhân dân. Việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong lực lượng công an nhân dân là một nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hội thi lần này không chỉ đánh giá kết quả, chất lượng công tác điều lệnh tập huấn quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương mà còn nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào vì an ninh Tổ quốc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân. Vì vậy, hội thi phải vừa mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao, nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội. Cán bộ chiến sĩ tham gia hội thi phải thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân, quy chế thi, nội quy và các quy định của địa phương. Cảnh sát nhân dân là một bộ phận quan trọng chiếm 70% quân số toàn lực lượng công an nhân dân. Một trong những lực lượng vũ trang tinh cậy là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lực lượng cảnh sát nhân dân luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc và giai cấp, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Việc Bộ Công an tiếp tục tin tưởng lựa chọn tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật cho lực lượng cảnh sát nhân dân bảng thi số 6 tại tỉnh Đắk Lắk cho thấy sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk. Tại hội thi lần này, tôi mong rằng các đơn vị địa phương tiếp tục có sự phấn đấu tích cực với Công an tỉnh Đắk Lắk để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua Công an các tỉnh, thành phố tham dự hội thi sẽ là cầu nối quan trọng để các tỉnh, thành phố tăng cường mối quan hệ hợp tác với tỉnh Đắk Lắk. Mỗi đơn vị Echo 20m đi đâu? Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, kỷ luật thao trường, sau nhiều tuần chuẩn bị, từ Công an tỉnh Đắk Lắk là đơn vị đăng cai đến 8 đội đã mang đến cho buổi lễ khai mạc một bầu không khí sôi động, trình diễn đồng đều đẹp mắt. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát nhân dân không ngừng
Tại lễ khai mạc, các đại biểu còn được xem lực lượng cảnh sát cơ động đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đồng diễn những bài võ thuật khí công rất ấn tượng và chuyên nghiệp, như múa nhị khúc, đánh bài quyền gậy tông pha 33 động tác công thủ mạnh mẽ, liên hoàn, điêu luyện và nhiều tiết mục vận khí công chịu đựng vượt qua những tình huống nguy hiểm. Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể với các động tác lan gậy tạo khoảng cách và các đoàn đặc. Ngay sau lễ khai mạc, các đội lần lượt vào thi các nội dung tiếp theo. Mục tiêu các đội đặt ra không chỉ đạt kết quả tốt nhất trong hội thi này, đảm bảo cho bảng thi số 6 thành công tốt đẹp, mà quan trọng là để góp phần xây dựng quân phong, quân kỷ, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, rèn luyện thể chất, trình độ kỹ chiến thuật, võ thuật công an nhân dân, thuần thục những kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí được trang bị để phục vụ công tác chiến đấu, tấn công trấn áp các loại tội phạm hiệu quả hơn. Sau hội thi, những đồng chí tham gia luyện tập thi đấu trong đợt này trở về đơn vị sẽ là những nòng cốt huấn luyện lại cho cán bộ chiến sĩ để phục vụ công tác chiến đấu lâu dài. Trước sự manh động liều lĩnh của các đối tượng bằng những đòn đánh nhanh, mạnh, dứt khoát, chính xác của võ thuật công an nhân dân, cùng sự mưu trí dũng cảm của đồng chí công an xã, bước đầu đã hạ gục 2 trong 3 đối tượng. Tuy nhiên, bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng từ xa chạy tới, tay cầm hung khí, nghi là đồng bọn. Mặc dù đã thấm mệt nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí công an xã đã khéo léo tận dụng mọi sơ hở để tước vũ khí, tung đòn hiểm, hạ gục các đối tượng còn lại. Sau đó, được sự trợ giúp của đồng đội, nhóm đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, nhóm đối tượng khai nhận về hành vi trộm cắp tài sản của mình.